Hôm nay mình sẽ trưng bày cho các bạn về cách để duy trì động lực. Thì những người đi tìm việc ấy đều biết rằng nếu mà bị từ chối là chuyện bình thường. Thế nhưng tệ hơn việc bị từ chối là sự im lặng đáng sợ. Cứ như bạn không hề tồn tại vậy. Cảm giác bị từ chối và bị phớt lờ thật là khó chịu đúng không? Khiến cho ai cảm thấy căng thẳng cả. Tuy nhiên, bạn có thể giảm bớt áp lực bằng cách xây dựng một thái độ tích cực dựa trên 4 bước sau. Bước 1 là tự chịu trách nhiệm khi làm việc, khi tìm việc. Bạn là người duy nhất có thể biết rõ ưu khuyết điểm của bản thân cũng như công việc mà bạn yêu thích nhất. Và chỉ có bạn là người biết được giá trị mà mình có thể tạo được cho nhà tuyển dụng tiềm năng. Thế nên, bạn hãy tự trình bày rõ ràng sở thích, thế mạnh của mình trong thư ngỏ, hồ sơ. Bạn có thể nhờ người khác xem lại để cho ý kiến. Trong buổi phỏng vấn, bạn có thể thể hiện đúng hình ảnh con người mà bạn đã vẽ ra trên giấy. Nếu không, bạn sẽ bị loại ngay. Bước thứ hai là áp dụng lối suy nghĩ mạnh mẽ. Hãy kết thân với những người có thái độ tích cực và tránh xa những người tỏ ra thương hại hay xót xa với cảnh ngộ của bạn ấy. Đúng không? Lúc này bạn cần sự hỗ trợ chứ không phải là sự đồng cảm, quý vị như thế. Đây là điểm khác biệt lớn nhất. Những người có suy nghĩ mạnh mẽ, tích cực trong số bạn bè và người thân, những người chuyên gia có uy tín sẽ giúp bạn củng cố niềm tin, giúp bạn hoàn thiện hình ảnh, ủng hộ bạn về mặt tinh thần và cùng bạn vạch ra kế hoạch tiếp theo. Bước thứ ba là tập trung vào mục tiêu và cần nuôi dưỡng cơ hội để làm việc của mình theo cách mà những người bán hàng theo đuổi các cơ hội bán hàng của họ, tạo ra nhiều cơ hội, thực hiện nhiều cuộc gọi và tham gia nhiều cái buổi trò chuyện. Bạn cần theo dõi và ghi lại nỗ lực của bản thân, qua đó nhìn thấy sự tiến bộ mà có động lực để tiếp tục phấn đấu. Việc này rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ thông tin khi đi phỏng vấn. Hãy ghi lại tất cả cuộc phỏng vấn bạn đã lên lịch, những cuộc gọi mà bạn đã thực hiện, những phản hồi mà bạn đã nhận được. Bước thứ tư là suy nghĩ tích cực. Khi suy nghĩ tích cực, Henry Ford, người đã sáng lập công ty Ford Motor, đã từng nói: cho dù bạn nghĩ mình làm được hay không làm được, bạn vẫn luôn luôn đúng. Chính vì vậy, bạn phải tin rằng mình sẽ thành công. Hãy viết những câu khẳng định mang tính tích cực liên quan đến các kỹ năng tìm việc. Chẳng hạn như, tôi có kỹ năng trả lời phỏng vấn tốt. Tôi hoàn toàn tự nhiên tin khi tham gia các cuộc phỏng vấn. Tôi tìm thấy một vị trí để có thể áp dụng và phát triển tài năng của mình. Hãy để các câu nói của bạn ở thì hiện tại và gạch bỏ những từ như là tôi sẽ làm, tôi xem lại rồi hãy xem lại danh sách này và coi nó là động lực để thúc đẩy cho bạn. Và bạn là kẻ thù nguy hiểm nhất, đồng thời là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của chính mình. Hãy khen thưởng mình vì những thành tích đã đạt được và đừng tự trừng phạt mình vì những điều chưa hoàn thiện. Cái bí quyết tiếp theo thì mình sẽ xin trình bày ở mục sau. Và một ngày mình nói đến đây là hết. Mình cũng xin được nói thêm về bản thân mình. Thì về bản thân mình là Nguyễn Công Trình. Và hiện tại mình đang học tại Thái Nguyên, tại trường ICTU. Và mình hiện tại đang là cố vấn cho một công ty. Đồng thời là một sinh viên tại trường ICTU. Mình đang học về ngành kỹ thuật y sinh và mình quan tâm đến rất nhiều các lĩnh vực, trong đó có hai lĩnh vực mà mình quan tâm nhiều nhất, đó chính là kinh tế. Về kinh tế thì mình quan tâm đến chứng khoán và kinh marketing về thiết bị y tế là nhiều. Về y học thì mình quan tâm đến y sinh, tức là những cái thiết bị mà trong y tế dùng để chữa bệnh. Đồng thời mình còn quan tâm trong lĩnh vực khoa học ấy, ngoài y sinh ra mình quan tâm đến y học nữa, dược học nữa. Đấy. Thì quan tâm hai lĩnh vực này và hai lĩnh vực lớn này, và mình hy vọng là sẽ nhận được lời kết bạn từ những người quan tâm đến những lĩnh vực này. Những bạn quan tâm đến lĩnh vực này. Mình xin kết thúc cái buổi nói chuyện ở đây.